Sáng ngày 27 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo khởi động dự án mô hình hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục trên không gian mạng dựa vào cộng đồng. Kon Tum là một trong hai tỉnh trên cả nước triển khai dự án mô hình hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục trên không gian mạng dựa vào cộng đồng do tổ chức Plan tài trợ. Dự án triển khai từ năm 2022 đến 2025 tại địa bàn các xã Đắc Côi, Đắc Bờ Nê, Đắc Tờ Rê thuộc huyện Con Dẫy. Mô hình được vận hành trên các yếu tố như thành lập không gian thân thiện với trẻ em tại các phòng tham vấn học đường, quản lý ca trải qua bạo lực, bóc lột trên không gian mạng, thúc đẩy các chuẩn mực và hành vi tích cực của cộng đồng nhằm hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại trên không gian mạng, lên tiếng tìm kiếm sự hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em các cấp, thiết lập các cơ chế giám sát và cơ chế chia sẻ thông tin giữa các đơn vị bảo vệ trẻ em các cấp, thiết lập các cơ chế chuyển tuyến giữa các cấp và các ban ngành. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đánh giá thực trạng liên quan đến an toàn cho trẻ em trên không gian mạng, tình hình can thiệp hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực trên không gian mạng. Trên cơ sở đó, cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và có những đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao công tác bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng và hỗ trợ trẻ em là nạn nhân bị xâm hại, bóc lột trên không gian mạng.